Dân mạng xôn xao thông tin Nhật Lê tái hợp Quang Hải. Động thái mới của trang Facebook mang tên Nhật Lê dấy lên tin đồn tái hợp cùng với Quang Hải. Vào tối ngày 18 tháng 12, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp dòng trạng thái được cho là của Nhật Lê, bạn gái cũ của Quang Hải. Cụ thể, tài khoản này đăng tải những hình ảnh thuộc còn mặn nồng của hot girl xứ Quảng và chân sút nổi tiếng, còn ẩn ý hỏi người hâm mộ nên giữ lại hay xóa đi. Hình ảnh trang Facebook mang tên Nhật Lê chia sẻ ảnh cũ chụp cùng Quang Hải khiến dân mạng xôn xao. Thẳng thắn nhắc đến những kỷ niệm với người yêu cũ, động thái của trang Facebook mang tên Nhật Lê khiến cộng đồng mạng nghi vấn, phải chăng cô nàng cùng Quang Hải đã tái hợp? Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Nhiều người tỉnh táo nhận ra trang cá nhân trên không phải là của Nhật Lê, mà chỉ là một tài khoản giả mạo, mượn tên tuổi của cô nàng để hoạt động. Sự thật này khiến không ít fan của cặp đôi vô cùng thất vọng. Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra. Tuy nhiên, vài người phát hiện ra địa chỉ tài khoản cá nhân của cô nàng vẫn để ngày sinh của Quang Hải. Về phần Nhật Lê, hàng thật là giá thật, cô nàng vẫn đang tung tăng đi chơi cùng bạn bè. Cách đây mấy hôm lại thả thính về việc sắp lấy chồng, thật biết cách khiến cư dân mạng trông ngóng. Nhật Lê vẫn đang tung tẩy đi chơi cùng với bạn bè. Là một cầu thủ tài giỏi trên sân bóng nhưng trong tình yêu, Quang Hải lại không phải là một người may mắn. Hết lùm xùm nhún nhảy ở Hồ Tây cho đến nghi án bị bạn gái cũ Huỳnh Anh cắm sừng. Câu chuyện tình cảm và những bóng hồng xoay quanh Quang Hải vẫn luôn được dân tình chú ý. Tuy lộ nghi án cặp kè với nhiều hot girl nhưng Nhật Lê, mối tình năm 17 tuổi của anh chàng vẫn là chị dâu mà người hâm mộ tiếc nuối nhất mỗi khi nhắc đến. Mối tình năm 17 tuổi của Quang Hải vẫn khiến nhiều fan vô cùng tiếc nuối. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.